Video Duda hôm nay tôn vinh một trong những bộ óc khoa học có ảnh hưởng nhất trong lịch sử, nhà vũ trụ học, tác giả và nhà vật lý lý thuyết người Anh Stephen Hawking. Từ các lỗ đen va chạm đến vụ nổ lớn, lý thuyết của ông về nguồn gốc và cơ học của vũ trụ đã cách mạng hóa vật lý hiện đại, trong khi những cuốn sách bán chạy nhất của ông đã giúp hàng triệu độc giả trên toàn thế giới tiếp cận rộng rãi lĩnh vực này. Stephen William Hawking sinh vào ngày này năm 1942 tại Oxford, anh bị cuốn hút bởi cách vận hành của vũ trụ từ khi còn nhỏ. Sự tò mò và trí tuệ của ông đã khiến ông có biệt danh Einstein. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh thoái hóa thần kinh năm 21 tuổi, âm nhạc của nhà soạn nhạc Richard Wagner và sự ủng hộ yêu thương của người vợ tương lai Jane Oai đã thúc đẩy Hawking cống hiến hết mình cho vật lý, toán học và vũ trụ học. Năm 1965, Hawking bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Cambridge giờ, thuộc tính của các trường đại học mở rộng trình bày lý thuyết mang tính cách mạng rằng không gian và thời gian bắt nguồn từ một điểm kỳ dị một điểm vừa vô cùng nhỏ vừa dày đặc, ngày nay được biết đến nhiều nhất như là đặc điểm chính của các lỗ đen. Năm đó, Hawking được nhận vào làm nghiên cứu viên tại cao đẳng Gonvin và Caius của Cambridge giờ ngôi nhà học thuật của ông trong suốt cuộc đời nghiên cứu. Nỗi ám ảnh của Hawking về lỗ đen đã dẫn đến phát hiện năm 1974 của ông rằng các hạt có thể thoát ra khỏi lỗ đen. Lý thuyết này, bức xạ Hawking đặt ra, được nhiều người coi là đóng góp quan trọng nhất của ông cho vật lý học. Năm 1979, công trình đột phá của Hawking về lỗ đen đã thúc đẩy Cambridge giờ bổ nhiệm ông làm giáo sư toán học lúc ASEAN, một vị trí do Isaac Newton nắm giữ vào năm 1669. Luận án tiến sĩ của Hawking được công bố vào năm 2017 trên trang web của Đại học Cambridge giờ, nhưng đã bị hỏng do với lượng truy cập khổng lồ. Đây là một nhà sáng tạo có tác động thiên văn đã thay đổi cách thế giới hiểu về vũ trụ.